Kem 2002 thân mến, Kem có biết khoảng hơn 90% học sinh thi đại học đạt 24 điểm trở lên đều bắt đầu ôn thi từ rất sớm, có thể là tháng 3 hoặc là tháng 4. Đối với những bạn có mục tiêu vươn tới các trường đại học top đầu, còn phải học từ sớm kiến thức lớp 72 hơn rất nhiều. Bật mí với các em là trang tuyển sinh 247.com đã bắt đầu khai giảng các khóa học nền tảng lớp 12 và luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 và sẵn sàng là người bạn đồng hành cùng các em tiến gần hơn đến cánh cửa đại học rồi. Để thúc đẩy cũng như muốn tạo động lực cho các em có những lộ trình ôn thi chính xác, bí kíp học tập hiệu quả, tuyển sinh 247.com đã quyết định tổ chức một chương trình chỉ dành riêng cho các em học sinh 2002. Đó là chương trình tặng 499 áo cho các bạn 2002 như sau. Các bạn học sinh 2002 mua một khóa học bất kỳ của chương trình lớp 12, luyện thi 2020 có giá từ 499.000 đồng trở lên sẽ được tặng một áo phông in hình môn học may mắn. Mua bao nhiêu khóa học sẽ được tặng bấy nhiêu áo. Mẫu áo được chọn tương ứng trong danh sách 9 môn học lớp 12 đang học, đó là Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục Công dân. Thời gian diễn ra chương trình là từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019. Với chương trình này, tuyển sinh 247.com mong muốn các em sẽ vững tin hơn trên chặng đường chông gai thử thách sắp tới. Tại sao các em nên trước cơ hội này? Thứ nhất, các khóa học trên trang được phụ trách bởi những thầy cô giáo giỏi, dày dặn kinh nghiệm trên cả nước và luôn bám sát với những đổi mới đề ra đầy đủ kiến thức lớp 11 và lớp 12, thậm chí có thể ôn lại kiến thức lớp 10 đã quên. Thứ hai, các em có thể trao đổi những thắc mắc băn khoăn về bài giảng cùng với đội ngũ giáo viên hỗ trợ nhiệt tình, các bạn mốt tin cậy và được hồi đáp chỉ trong vòng 30 phút. Và tham gia chương trình, các em vừa có khóa học hay, bổ ích mà lại vừa nhận được phần quà hấp dẫn đáng yêu. Bạn nào đang lo lắng môn nào thì cố gắng là dinh lấy một chiếc áo môn đó về cho may mắn và thêm phần tự tin nhé. Ngoài ra, các khóa học bổ trợ trên trang như các khóa bài tập được chia theo từng dạng bài ở mức độ, các khóa đề thi thử của các trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước, bộ đề thi chính thức trên trang, các năm về trước, đề thi học kỳ được chọn lọc kỹ càng cũng sẽ là những chiến lược hoàn hảo cho các em. Kem lưu ý chương trình chỉ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019, nên hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội này để có sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học tới. Để tham gia chương trình, các em vui lòng làm theo các bước sau. Bước 1 là đăng ký thành viên hoặc đăng nhập vào tài khoản trên trang tuyển sinh 247.com. Bước 2 là học thử miễn phí, trải nghiệm những môn học, khóa học, thầy cô mà mình đang quan tâm. Bước 3 là nạp tiền vào tài khoản và đặt mua khóa học. Và vào học luôn, có hai cách để các em nạp tiền vào tài khoản. Cách thứ nhất là chuyển tiền qua ngân hàng. Các em xem chi tiết ở mục nạp tiền trên trang nhé. Một lưu ý với tất cả các hình thức nạp tiền ngân hàng thì các em sẽ được tặng thêm 10% giá trị tiền nạp. Cách thứ hai là sử dụng dịch vụ thu tiền tại nhà. Các em cứ đặt đơn hàng với điều kiện là 499.000 đồng trên trang tuyển sinh 247.com trong thời gian là từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2019 là sẽ được tặng quà. Bước 4, điền đầy đủ thông tin nhận quà của mình để tuyển sinh 247.com gửi quà về tận nơi cho các em nhé. Danh sách các thành viên được tặng áo sẽ liên tục được cập nhật ở bài thông báo trên trang. Các em nhớ theo dõi nhé. Cuối cùng thì chị xin chúc các em may mắn có thể sở hữu được các khóa học cực chất trên trang tuyển sinh 247.com. Chúc các em luôn tự tin, may mắn và đạt được ước mơ của mình trong sự nghiệp học tập và luôn đồng hành cùng tuyển sinh 247.com nhé. Nếu cần hỗ trợ thêm, các em có thể liên hệ đến tổng đài miễn phí 1800 6947 hoặc số máy bàn 024 7300 7989 để được hỗ trợ từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày để được giải đáp một cách nhanh chóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em.